Cô xin chào các em. Trong tiết này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2023-2024 của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 nha. Trong cái nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ của môn hoạt động trải nghiệm lớp 7, chúng ta sẽ có 3 chủ đề. Chủ đề 1, rèn luyện thói quen. Chủ đề 2, rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Và chủ đề 3 là hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung. Trong chủ đề 1, rèn luyện thói quen, thì chúng ta sẽ có các nội dung là rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình. Trong cái phần chủ đề 1 này là chúng ta đã tìm hiểu thế nào là thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình, những cái việc làm nào thể hiện cái thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình. Thì các em sẽ ôn tập những cái hành vi, những cái việc làm như là quét dọn, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, giữ vệ sinh nhà cửa, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp góc học tập của mình. Và thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tại trường được thể hiện qua những việc làm như là giữ gìn vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng nơi đúng chỗ, giữ môi trường xanh sạch đẹp cho ngôi trường của chúng ta. Như vậy, trong cái chủ đề 1, rèn luyện thói quen, thì chúng ta có nội dung là rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tại gia đình và rèn luyện thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tại trường. Tất cả những cái thói quen này sẽ giúp chúng ta có một môi trường xanh sạch đẹp, mang lại sự thoải mái, dễ chịu khi sinh hoạt tại gia đình hoặc là học tập tại ngôi trường của chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ cần lan tỏa giá trị của cái thói quen ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ này để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn, tiện nghi hơn. Chúng ta đến với chủ đề 2, rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Thì đối với cái đức tính kiên trì và chăm chỉ này, thì không chỉ là chúng ta xác định được sự kiên trì và chăm chỉ được thể hiện qua những cái việc làm nào, những cái biểu hiện nào, mà chúng ta còn phải có cái sự rèn luyện thì mới có được những đức tính này. Một số biểu hiện của tính kiên trì đó là theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài, cố gắng vượt qua khó khăn để mà đạt được cái mục đích, đi đến cái đích mà mình đã xác định, và nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu dù cho sẽ có những khó khăn gian nan trong cái quá trình để đạt được cái mục tiêu đó. Và nếu như thất bại thì chúng ta sẽ tiếp tục không nản chí, làm thử nghiệm lại nhiều lần để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã vạch ra. Thì đó là những biểu hiện của tính kiên trì. Để rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ thì chúng ta sẽ rèn luyện sự chăm chỉ trong học tập và trong cuộc sống, như là lập kế hoạch cho học tập và các hoạt động khác, cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch đã đặt ra, tìm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn để kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng, và tự thưởng cho bản thân khi hoàn thành một phần việc trong kế hoạch. Đó cũng được xem như là một cái động lực để chúng ta cố gắng phấn đấu hơn khi mà rèn luyện cái kỹ năng này và thực hiện liên tục các công việc theo kế hoạch đến khi trở thành cái thói quen làm việc chăm chỉ cho bản thân. Rèn luyện tính kiên trì để vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống thì để có được một cái khả năng cũng như là kỹ năng vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống thì chúng ta cần phải làm những gì? Phải xác định rõ mục tiêu của bản thân, xác định rõ việc cần làm,
cách thức thực hiện từng công việc để đạt được mục tiêu, sắp xếp thời gian hoàn thành các công việc đặt ra với tinh thần quyết tâm cao, tìm cách đứng lên khi thất bại, và luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để hoàn thiện bản thân. Có nghĩa là chúng ta không hài lòng, không dừng lại với những cái gì đã đạt được, mà phải luôn biết đặt ra mục tiêu cao hơn để phấn đấu hơn, để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Vậy thì nếu như rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ thì chúng ta sẽ đạt được điều gì trong cuộc sống? Nó mang lại cái ý nghĩa gì cho chúng ta trong học tập và trong cuộc sống? Khi rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ trong học tập cũng như trong cuộc sống thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo nên sự thành thục của kỹ năng, đảm bảo sự thành công cho mục tiêu đặt ra, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cơ hội mới của cuộc sống, tạo nên cái sự tự tin, lạc quan ở cá nhân mình, không có nản lòng, nản chí trước những khó khăn. Do đó, với những cái ý nghĩa của sự chăm chỉ trong học tập và trong cuộc sống thì chúng ta cần lan tỏa cái giá trị của tính kiên trì và chăm chỉ này đến cho mọi người. Đó có thể là những người thân trong gia đình, những người chúng ta quen biết, hoặc là bạn bè trong lớp, trong trường, hoặc là những người chúng ta quen biết ở những cái nơi mà chúng ta có điều kiện, có cơ hội gặp gỡ họ. Chúng ta đến với chủ đề 3, hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung. Rõ ràng là với cái chủ đề này thì các em thấy là có được cái kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chung thì chúng ta sẽ hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết được những vấn đề nảy sinh, phát triển được mối quan hệ hòa đồng với bạn bè, thầy cô và hài lòng về các mối quan hệ này, giới thiệu được những nét nổi bật tự hào về nhà trường cũng như là tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường. Qua cái chủ đề này, qua cái việc mà rèn cho mình được cái kỹ năng hợp tác để thực hiện những cái nhiệm vụ chung thì cũng sẽ hình thành cho chúng ta những phẩm chất và năng lực như là nhân ái, trách nhiệm, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Với cái chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu biểu hiện và ý nghĩa của cái sự hợp tác. Trước hết là trong môi trường học tập, ở ngôi trường của chúng ta ha, chúng ta sẽ có những cái bức tranh sau đây. Bức tranh thứ nhất, làm bài tập nhóm theo môn học. Bức tranh thứ hai, biểu diễn văn nghệ tập thể. Thì trong bức tranh thứ nhất, các em sẽ thấy rõ là biểu hiện của sự hợp tác chính là các bạn cùng nhau trao đổi, bàn bạc và hỗ trợ nhau thực hiện cái nhiệm vụ để có thể hoàn thành được cái bài tập của môn học mà thầy cô giao cho nhóm. Bức tranh thứ hai, biểu diễn văn nghệ tập thể. Biểu hiện của sự hợp tác chính là các bạn cùng nhau trình diễn, phối hợp, ăn ý, hiểu ý nhau. Và để biểu diễn được, các bạn đã cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế ý tưởng và cùng nhau tập luyện. Thì đó chính là biểu hiện của cái sự hợp tác. Trong bức tranh số 3, nghiên cứu khoa học theo nhóm, thì biểu hiện của sự hợp tác đó chính là các bạn có sự phân công công việc rất rõ ràng và cùng nhau phối hợp để trao đổi, bàn bạc khi nghiên cứu để tìm ra được cái kết quả mỹ mãn nhất cho cái đề tài mà nhóm nghiên cứu. Bức tranh số 4, tổ chức sinh hoạt đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Biểu hiện của sự hợp tác trong bức tranh này là gì? Đó chính là các bạn cùng hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng hết sức, nghe theo hiệu lệnh để mà kéo dây về phía đội của mình. Thì như vậy cái cơ hội chiến thắng đội bạn sẽ cao hơn. Bức tranh số 5, tổ chức sinh hoạt lớp. Thì biểu hiện của sự hợp tác đó chính là các bạn cùng lập kế hoạch, phân công công việc cho các thành viên trong lớp, cùng nhau tổ chức buổi sinh hoạt lớp khi được thầy cô giáo phân công. Và thông qua những cái buổi tổ chức sinh hoạt lớp như vậy, những ý kiến được đưa ra, những ý kiến được đề đạt, những giải pháp được nêu lên sẽ giúp cho tập thể lớp ngày càng hoàn thiện và tốt hơn.
ở bức tranh thứ 6, hoạt động lao động theo tổ, theo lớp, thì biểu hiện của sự hợp tác trong bức tranh này đó là các bạn cùng nhau trồng cây, bạn thì giữ cây, bạn đào đất, bạn tưới nước, hợp tác cùng nhau để mà hoàn thành công việc. Rồi, tại sao cần phải có sự hợp tác thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ? Bởi vì nhiệm vụ một mình không làm được, bởi vì thiếu năng lực, thiếu nguồn hỗ trợ. Nhiệm vụ một mình không làm được do cái thời gian không đủ để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ một mình không thể làm được do thiếu phương tiện và công cụ thực hiện. Và cái nhiệm vụ yêu cầu đặt ra đó là sản phẩm của tập thể, của nhóm, của nhiều người. Cho nên để thực hiện được cái nhiệm vụ chung đó thì chúng ta cần có sự hợp tác với nhau. Vậy các bước hợp tác để thực hiện nhiệm vụ là chúng ta sẽ làm gì? Bước thứ nhất là cùng xác định nhiệm vụ cần sự hợp tác của tập thể, của nhóm. Bước 2, cùng nhau lập kế hoạch hợp tác để thực hiện được cái nhiệm vụ chung đó. Bước 3, hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung theo kế hoạch. Và cuối cùng là bước 4, đánh giá hiệu quả quá trình hợp tác thực hiện cái nhiệm vụ chung mà nhóm mình đã được giao. Và vậy thì chúng ta sẽ rèn cái kỹ năng hợp tác với bạn như thế nào? Ở đây thì cô có 3 cái tình huống và chúng ta sẽ xét từng tình huống và các em sẽ thực hiện cái nhiệm vụ trong mỗi tình huống sau, để chúng ta có thể thông qua cái việc mà xử lý tình huống đó, giải quyết tình huống đó, chúng ta rèn cho mình cái kỹ năng hợp tác với bạn. Tình huống 1 là tuần tới lớp em sinh hoạt theo chủ đề phòng chống bạo lực học đường. Cô giáo giao cho tổ em hợp tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phần sinh hoạt tập thể trong cái buổi hôm đó. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở cái tình huống 1, để hoàn thành nhiệm vụ là rõ ràng cần phải có sự hợp tác giữa các bạn. Tình huống 2, hưởng ứng phong trào giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp, trường em tổ chức lao động tổng vệ sinh toàn trường. Lớp em được phân công làm vệ sinh 5 phòng học. Vì trong cái tình huống 2 này, để có thể hoàn thành nhiệm vụ vệ sinh sạch đẹp 5 phòng học thì không thể 1-2 cá nhân mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Thông qua cái việc cùng nhau, hỗ trợ nhau, hợp tác nhau thì chúng ta chính là đã rèn được cho mình cái kỹ năng hợp tác với bạn. Tình huống 3, bạn H trong lớp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ đang ốm nặng. Cả lớp cùng họp để đưa ra phương án và kế hoạch hỗ trợ bạn H. Thì với cái tình huống 3 thì nó có vượt quá sức các em, bởi vì nó là một cái tình huống thiên về cái hoàn cảnh xã hội, bố mất sớm, mẹ đang ốm nặng, và để có thể giúp và có cái kế hoạch hỗ trợ bạn H thì chúng ta không chỉ là kế hoạch về tinh thần hỗ trợ trong học tập mà có thể là sẽ phải có kế hoạch hỗ trợ bạn về tài chính. Như vậy ở cái tình huống này thì cái giải pháp đưa ra không phải là đơn giản để các bạn có thể cùng nhau hợp tác thực hiện. Nhưng mà thông qua cái tình huống này thì thêm một lần nữa sẽ rèn cho chúng ta kỹ năng hợp tác để mà giúp đỡ hỗ trợ cho bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đó cũng rèn cho chúng ta kỹ năng để thực hiện được cái nhiệm vụ khó thì chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ với các bạn, đồng lòng đoàn kết với nhau hơn. Rồi, ở nhiệm vụ 4 là kỹ năng hợp tác với thầy cô thì ở đây có 2 bức tranh yêu cầu là các em chỉ ra hành vi thể hiện sự hợp tác với thầy cô và giải thích cái sự lựa chọn của em. Thì bức tranh số 3 là bức tranh thể hiện các bạn trong một giờ làm bài kiểm tra. Bức tranh số 4 là bức tranh biểu diễn văn nghệ cùng với cô giáo. Cô tin rằng là với 2 bức tranh này các em sẽ dễ dàng lựa chọn được cho mình cái bức tranh nào là thể hiện sự hợp tác với thầy cô ha. Nhiệm vụ 4, để rèn kỹ năng hợp tác với thầy cô thì chúng ta không chỉ tìm hiểu
mà còn phải thực hành. Không chỉ xác định được cái việc làm nào, cái công việc nào là thể hiện sự hợp tác với thầy cô, mà những việc làm đó còn được thể hiện qua cái quá trình thực hành của mình trong học tập và trong hoạt động. Ví dụ như phản hồi với thầy cô bằng lời nói, thái độ, cảm xúc, hành vi phù hợp để thầy cô hiểu mình, đó chính là sự hợp tác. Quan sát, lắng nghe thầy cô để hiểu và thực hiện những mong muốn, những kỳ vọng của thầy cô về mình. Đó không chỉ là biểu lộ cảm xúc, biểu lộ tình cảm của người trò đối với thầy, mà còn là biểu hiện của cái sự hợp tác. Tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và những hướng dẫn yêu cầu của thầy cô, rồi sẵn sàng chia sẻ và phối hợp nhịp nhàng với thầy cô. Và đó chính là cái việc mà thể hiện sự hợp tác với thầy cô trong quá trình học tập và hoạt động. Rồi, nhiệm vụ 5 là chúng ta sẽ rèn kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề nảy sinh. Và tất nhiên trong quá trình hợp tác thì không phải lúc nào cũng được thuận lợi. Chắc chắn là một nhóm, một tổ, một tập thể cùng giải quyết một vấn đề thì ngoài cái việc là các em hợp tác cùng nhau thì trong cái quá trình hợp tác đó chắc chắn cũng sẽ có một số điều nảy sinh, và chúng ta phải giải quyết cái vấn đề nảy sinh đó như thế nào. Để giải quyết được vấn đề nảy sinh đó là cũng cần phải có kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề là chúng ta sẽ thực hiện 5 bước. Thứ nhất, xác định vấn đề cần giải quyết. Thứ hai, suy nghĩ để tạo ra các giải pháp. Và trong các giải pháp đó chúng ta đánh giá giải pháp nào là khả quan nhất, khả thi nhất, hữu hiệu nhất, rồi chọn một giải pháp để thực hiện. Và bước 5, bước cuối cùng là đánh giá hiệu quả của giải pháp. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cái giải pháp mà hữu hiệu nhất ha. Rồi trong cái nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này thì các em cần chuẩn bị đó là sưu tầm bức tranh chưa tô màu nhé. Sưu tầm bức tranh có liên quan đến một trong ba chủ đề. Rồi các em sẽ thực hiện trong giờ kiểm tra là tô màu cho cái bức tranh mà mình đã chọn, cho một cái chủ đề nào đó trong ba chủ đề nêu trên, và cuối cùng là nêu lên thông điệp bức tranh đã chọn. Phần ôn tập của cô đến đây là kết thúc. Hy vọng là các em sẽ hiểu được và nắm được kiến thức của ba chủ đề mà chúng ta đã được học, đã được tìm hiểu trên lớp. Và cô chúc các em làm bài thật tốt trong kỳ kiểm tra cuối kỳ 1 năm học này nhé. Thân chào các em.